Thưa quý vị, triển lãm quốc tế thường niên về kỹ thuật phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh an toàn bảo vệ Fire Safety and Rescue Việt Nam, Secutech Việt Nam 2017 vừa kết thúc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dịp để ngành công nghiệp an ninh phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của Việt Nam có dịp cọ sát cũng như cập nhật các xu hướng công nghệ mới trong lĩnh vực này. Bên lề triển lãm, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Trọng Vinh, là Chủ tịch Hiệp hội An ninh chuyên nghiệp châu Á, về sự phát triển của ngành công nghiệp an ninh Việt Nam trong bối cảnh sự phát triển như vũ bão của ngành công nghiệp này trên toàn cầu. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, thì triển lãm Secutech 2017 thì có thể nói là một cái cơ hội rất là lớn để Việt Nam có thể tiếp cận rất là nhiều cái công nghệ trong mới trong cái lĩnh vực an ninh cũng như là phòng cháy chữa cháy. Từ cái triển lãm này thì ông đánh giá như thế nào về cái gọi là cái nền công nghiệp an ninh của Việt Nam so với thế giới hiện nay ạ? Như tôi đã nói, trong cái đợt này là một đợt rất là tốt để tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp Việt Nam cũng như là những cái người Việt Nam được tiếp cận với cái công nghệ hiện đại, và các hãng nước ngoài vào Việt Nam để giới thiệu và các sản phẩm đó. Đấy là một cơ hội rất tốt. Nhưng mà trên cơ sở đó thì Việt Nam sẽ định hướng cho sự phát triển của mình như thế nào, đặc biệt là trong cái thời kỳ mà công nghệ 4.0. Thế thì với cái tinh thần chung á, thì tôi thấy rằng là đánh giá chung á, thì Việt Nam chúng ta về mặt công nghệ an ninh đang rất là non kém. Đấy, chúng ta chưa có cái sản phẩm nào made in Việt Nam. Thế tất cả các nước trên thế giới hiện nay đã có đại lý tại Việt Nam, đã có đại diện tại Việt Nam, và tất cả các hệ thống của chúng ta hiện nay đang phải sử dụng các hệ thống đó và chưa có những cái nào made in Việt Nam. Thế thì trong cái công nghệ 4G đấy, chúng ta sẽ định vị chúng ta phát triển như thế nào trong tương lai? Một là chúng ta sản xuất thiết bị made in Việt Nam. Hai là chúng ta phải là cái đầu não. Thế thì giữa hai cái đó, tôi cân nhắc và khuyên rằng mọi người rằng là nên chọn cái phương án là phát triển cái trí thông minh, cái trí tuệ nhân tạo, chứ đừng chạy theo phát triển về cái sản phẩm. Bây giờ như nhau hết, 100 hãng thì gần như là đến 70% sản phẩm là giống nhau, công nghệ giống nhau, dùng của nào cũng được cả. Nhưng nếu chúng ta chạy đua thì chúng ta sẽ không có thời gian để đua với họ, bởi họ đã có kinh nghiệm hàng trăm năm, hàng nghìn năm rồi, và cái công nghệ sản xuất của họ đã phát triển rồi. Mà chúng ta đầu tư vào công nghệ sẽ rất tốn rất nhiều, rất lâu để đáp ứng và để hồi phục lại cái đầu tư, thì công nghệ nó đã thay đổi rồi. Cho nên cái sức đầu tư để phát triển cạnh tranh của công nghệ là chúng ta không nên để đó, mà nên tập trung vào cái phát triển công nghệ phần mềm. Đấy, thì tất cả những cái nước mà phát triển mạnh nhất hiện nay, tất cả những cái gì nhanh nhất hiện nay đều là phát triển bằng phần mềm. Và chúng ta hãy tập trung vào phát triển vào cái trí tuệ của con người Việt Nam để ra sản phẩm Việt Nam và chiếm lĩnh được thị trường quốc tế. Thì đấy là cái mà chúng tôi mong muốn. Vậy thì nếu về nói về những cái sản phẩm phần mềm trong cái lĩnh vực công nghiệp an ninh hiện nay, an toàn hiện nay, thì ông thấy rằng là các doanh nghiệp Việt Nam mình thì đã có những cái phần mềm nào mà như ông nói, tức là có thể gọi là mình làm chủ được công nghệ và mình có thể sánh ngang được với các cái công nghệ của nước ngoài không? Thì hiện nay chúng tôi có rất nhiều mấy cái sản phẩm chính. Thứ nhất về cái giao thông thông minh, thì cái phát hiện lỗi vi phạm giao thông bằng hình ảnh hiện nay thì duy nhất là chúng tôi có thể làm được xe máy, ô tô ban ngày ban đêm, và tôi mời khoảng 10 hãng nước ngoài vào làm thì tất cả các hãng đều từ chối và không áp dụng được. Đấy. Cái thứ hai là cái phần mềm quản lý trung tâm, thì hiện nay chúng tôi đã thay tất cả các phần mềm nước ngoài mà dùng toàn bộ bằng phần mềm của chúng tôi. Đấy. Như quản lý cả 63 tỉnh thành là chỉ cần dùng cái phần mềm của bọn tôi hiện nay, và hầu hết các cái dự án mà liên quan đến dự án lớn liên quan phần mềm thì tất cả hầu như là chúng tôi cung cấp cái phần mềm đó cho các dự án mà chúng tôi xây dựng, cũng như chúng tôi phổ biến qua Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, rồi cũng qua các doanh nghiệp để ứng dụng rộng rãi. Hiện nay phần mềm tôi đã ứng dụng rất nhiều. Như chia sẻ của ông thì có vẻ như là cái lĩnh vực phần mềm thì cái thế mạnh của mình, nhưng mà cái sản phẩm mà chúng ta đưa ra thì có vẻ là vẫn còn rất là khiêm tốn, đúng không ạ? Đúng rồi. Tức là hiện nay chưa thành một cái chiến lược trong cái sự phát triển mà mình đang tự phát là chủ yếu. Rồi chủ yếu hiện nay mình là nhập hàng vào rồi lắp đặt đi theo các cái giải pháp của nước ngoài, thiết kế của nước ngoài, chứ mình chưa làm chủ được cái đó. Thì hiện nay là đang dần dần, trong buổi hôm nay tôi muốn là khơi dậy cái ý tưởng đó để mọi người phải nghĩ, nếu mình cứ đi tiếp như thế này thì mình sẽ đi đâu, cuối cùng mình sẽ đi hầu thiên hạ và bị phụ thuộc hoàn toàn. Thưa ông, vậy thì với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội An ninh chuyên nghiệp châu Á thì theo ông thì chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể khơi gợi đi được một cái xu hướng, một cái trào lưu phát triển về công nghệ phần mềm trong cái công nghệ an ninh ở Việt Nam ạ? Tôi đang dựa vào những cái cơ hội như là hiệp hội này, rồi dựa vào những hội nghị này, những hội thảo này, thì chúng tôi thường xuyên tổ chức cái đó để truyền bá,
khi truyền bá rồi thì họ thấy rằng là dùng của Việt Nam hay hơn thì tự nhiên sẽ có cái trào lưu nghiên cứu, đúng không? Thì tự nhiên nó phát triển. Và trên cơ sở đó cũng bắt đầu đến những cái cán bộ lãnh đạo cấp cao trên chính phủ, người ta cũng nhìn thấy cái nhu cầu, nhìn thấy cái hay đó và người ta sẽ nghĩ đến chuyện là phải phát triển về công nghệ. Cũng như hiện nay là chính phủ cũng đang nói chuyện nhiều về các công nghệ thông minh như là nông nghiệp thông minh, y học thông minh, rồi giáo dục thông minh, tất cả đều nghĩ đến thông minh cả. Thì bây giờ phải nghĩ đến cái nền an ninh thông minh. Thì cái nền an ninh thông minh nó có hai phần. Một là phần thiết bị, hai là cái phần mềm hệ thống. Thì bây giờ mình phải chú ý đầu tư nhiều hơn cái khâu phần mềm hệ thống, như an ninh mạng chẳng hạn. Bây giờ an ninh mạng xảy ra rất nhiều, nhưng mình đầu tư an ninh mạng thì sẽ giảm được cái hậu họa đó. Cái hậu họa đó mang lại cái thảm họa vô cùng lớn. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông ạ.